tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe. Thời gian này diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Nào đưa mình ký nhanh mình đi về nhà. Anh ơi, phải đợi chúng tôi làm việc xong anh ạ. Mình ký nhanh mình đi về nhà mệt lắm. Mình cứ bảo mình ký, mình chấp nhận rồi. Ký rồi, kêu đi về nhà. Mời anh cứ hợp tác với cả lực lượng đó. Mình sáng mình đeo, cái lúc mà mình đeo, sau đấy lúc mình thở nó mệt. Anh đeo của sao vậy? Đây giới thiệu với cả anh tên là gì ạ? Anh hỏi anh tên là gì? Mình là Châu. Thực ra mình cũng không biết về cái thông tin là mình bắt đầu phạt về cái việc đó. Bởi vì thực ra mình thấy là cái này nó cũng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghe có nghe nói, nhưng mà ở Hà Nội thì cũng tưởng là chưa áp dụng. Bởi vì thực ra bây giờ cũng bảo là giữ cái khoảng cách an toàn nhất định 2 mét chẳng hạn. Thì vấn đề bây giờ ví dụ mình nghĩ là mình đang đi ở trên đường này, cũng nói chung là cái sự tiếp xúc của mình với cả người khác thì nó cũng ít. Thế là mình cũng hơi sơ suất. Thank you.